Xin chào các cầu thủ sóc đĩa nha. Thì ngày hôm nay tôi lại quay trở lại với con Ewin. Chung là vào đây và chơi kiếm tiền thì hàng ngày tôi cũng đều ghi lại những cái thước phim gọi là vừa làm kỷ niệm cũng như là để cho anh em chúng ta giao lưu kinh nghiệm cũng như là tham khảo về cách chơi. Nói chung là anh em xem tôi chơi ấy, thì anh em cũng chỉ nên tham khảo thôi. Tôi không khuyên anh em chúng ta nên chơi những cái trò chơi đổi thưởng nhá. Nó mang lại cho anh em những cái rủi ro rất là lớn về tiền bạc và tài chính. Anh em nhá. Rồi thì thường thì một ngày thì tôi sẽ dành ra được khoảng 5 đến 10 phút để chơi thôi. Chung là mặc định hàng ngày đều là như vậy. Rồi, mất 5 lại được 5, được 475 thôi, 970 mất 30. Mỗi lần cược này 1M này mất hẳn 60.000 đấy anh em ạ. Điệt mẹ nhà cái đéo thì nó giàu kinh. Giàu kinh luôn. Hôm nay chia sẻ cho anh em cách bắt nha. Thì nói chung là mỗi lần bắt ấy thì anh em chỉ nên bắt gọi là vốn nhỏ nhỏ thôi, không nên bắt vốn to. Bởi vì sóc đĩa hay là trò chơi gì trong ngày nó cũng rất là ảo. Có thể anh em thắng được một ván nhưng mà những ván sau anh em có thể thua, và cũng có thể là anh em sẽ thắng được nhiều ván nhưng mà những ván sau anh em có thể thua. Đúng không? Bình thường. Chung là trò chơi thì nó kiểu rất là đỏ đen nên là anh em nào chơi thì cũng cẩn thận nhá. Rồi, anh em thấy đỏ chưa? Đèn vãi cả lồn rồi, đỏ gì nữa. Dình vào chơi vụt thôi, nhưng mà nãy giờ chưa vụt được phát nào anh em ạ. Bây giờ nhá, bây giờ có khi bắt chẵn nó lại về lẻ. Cũng có thể nó là như vậy. Game mà không nói trước được điều gì anh em ạ. Bán game thì không nói trước được điều gì. Như kiểu anh em mà chơi, ví dụ chơi game như game đổi thưởng ấy, thì anh em làm sao mà anh em biết trước được đúng không? Đa phần là anh em sẽ phải chơi theo kiểu may mắn rất là nhiều. Đấy. Bắt sang con lẻ. Chơi thì cũng không cần phải vội vàng, chơi theo chơi kiểu từ từ. Dụ phát này mà xịt đi tôi lại chơi từng 1M1, 1M1, nghĩa là không cần vội vàng. Những phát đầu anh em có thể mạnh nhưng mà đừng bao giờ cạn, cho nó cạn vốn anh em hiểu không? Đấy, thấy không? Lẻ hết đi. Đừng bao giờ anh em chơi cạn vốn nha. Cái đấy là nguyên tắc cơ bản rồi. Cạn vốn thì sẽ không còn cơ hội quay trở lại bờ nữa. Tôi chơi đôi khi tôi hơi liều một tí. Ui, nó ra con này thì đúng là chịu rồi. Chẵn nhiều quá anh em ạ. Chẵn nhiều quá. Đây này, phát này là xa bờ hẳn nhá. Không cẩn thận là xa bờ hẳn đây này. Nhưng mà phát như này nó hay cho ăn lắm anh em ạ. Đấy, đúng. Thịt con mẹ anh em thấy chưa? Bắt được quả vị 1/3 nhỉ. Vào vị 100k. Đéo được anh em ạ. 8M rồi. Bú ngay. Chẵn lẻ chẵn chẵn à. Hai chẵn. Trước đó thì nó về cái kiểu là phát chẵn đi. Địt con mẹ, phát chẵn nó ra lẻ luôn anh em ạ. 4M đi như một con gió này.
15m. Lom dom vụt được nó thêm 3m nữa thì đẹp. Làm quả chẵn là rực rỡ nhỉ anh em nhỉ. Khoai đấy, khoai toàn khoai. Ôi gì chứ mẹ nhầm rồi anh em ơi. Ít mẹ lỡ tay vào một quả 10m này thì phát này thì có mà toang à nhỉ. Ít mẹ ngáo người thế. Nghỉ lắm. Ôi rồi may. Ít mẹ cụ thương. Nói chung vẫn là lời, nhưng mà nỗi đau nó hơi xót xa. Xuống tận 1-2m là anh em biết rồi đấy. Thôi chơi nốt 7.k vào chẵn đi. Không thì cũng tạm dừng thôi. Chung lãi nghỉ thôi anh em ạ. Không được tham nhá, anh em lưu ý nhá, chơi không được tham, lãi là nghỉ luôn nhá. Giàu làm sao được từ cờ bạc anh em, nên là chơi thì sẽ phải có điểm dừng. Còn tham thì chắc chắn là đứt nhá, chắc chắn 100% là đứt. Nên điều này mình khẳng định với anh em luôn. Còn anh em không tham ấy thì anh em gọi là còn gỡ gạc được, còn tham thì không có đâu. Rồi thì clip của tôi sẽ dừng ở đây nhá. Anh em là muốn vào nhóm giao lưu kinh nghiệm cũng như là nhập lộc lá, anh em vào nhóm tới đây nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau.